Yeah, baby.
trước rồi cháu. Nó làm chuồng dê đây đấy. Dê à? Vâng. Qua hai con chó của cháu cắn con dê con của bác sắp chết rồi, cháu đang bóc thuốc cho nó ở trong vườn. Nó sống nè. Nó sống, cho nó ăn, bóc thuốc cho nó. Cháu thấy tổ ong khoái to lắm. Vậy đúng. Nhưng mà cao cháu không trèo được. Ở trên đâu? Ở trên. Thế thì lấy bác đi trèo rồi. Vâng. Thế thì cháu về lấy số đó. Ừ. Lấy bác đi trèo cho. Thuốc thì chưa nó thì sao? Nó vẫn ăn được. Ăn được thì sao? Lộ trình bên kia bác. Cái gì kia? Vâng. Thuốc cho nhẹ. Ừ, chuối thấy gác nhỉ? Dưới đây này mai mà đào đi trồng được ấy. Dốc quá. Ừ, dốc. Trên này bác ạ. Dốc ở trước gì? Kìa bác kìa, kìa. Đấy, to phết nhỉ. Vâng. Bây giờ to cao phết đấy. Nó trèo được không? Cháu cũng trèo được. Được. Đi được. Đây cho nó lửa cho bác nhé. Ừ. Để cháu nhóm lửa đấy nhá. Ừ, nhóm. Cháu đốt bác nhá. Ờ, đốt đi. Cho bác. Dạ rồi. Bớt khói được, bớt khói đi. Bớt khói đi à? Ờ. Ô, nhìn bột lắm. Bớt khói chưa? Thank you.
lửa đi, có lửa đi. Có lửa đi. Ôi giời, đặng thật. Được lắm. Để cháu xách cái túi nặng thế đấy. À, nhiều mật thế. Nhiều mật đấy. Cắt ở dịch vì cung phần nhờ. Thất này ổn. Dốc quá. Dốc đấy. Đây là dốc đấy. Vâng, mệt phết bạn. Ừ. Mệt phết, chiều cháu lên đi bán nhé. Ờ, lên đi bán đi. Bán xong chiều nhiều bác cắt cây để làm thùng giấy á. Vâng. Đây là bác đấy. Ờ, giờ nhiều bác có máy cưa rồi đi xong cắt cây ra rồi xong sẽ cái máy này sẽ làm thùng giấy rồi. Vâng. Nhiều mệt phết bác nhỉ. Ừ. Thôi kia đi mang đi bán nha, xong rồi xong là kêu đi hộ bác nha. Vâng, vâng. Bác về đây. Vâng, vâng. Trên này đó. Trên này. Cây to lắm à. Ồ.
Bên này cây này. Ủa, to thế. Có chứ. Mình sẽ bán trùng dê. Thì nó sẽ ra trùng dê mình nữa. Mang cái thước ở đây. To lắm. Đi là mang xuống dưới kia là xẻ máy ra. Xẻ này là máy thành ấy. Cái máy này cưa này xẻ. Cái này có giống đồ cái này nó ký đây. Cắt 3 mét rồi. Ừ, 3 mét rồi. Quăng rồi. Thế. Cái bẫy xuống khe xong là cái máy cưa. Máy cắt. Cắt xong máy chở đi á. Ừ. Quăng rồi. Cái kêu kêu nữa đi. Đó,
trắng đây mà. Đây.